Các bạn thân mến, ở đây họ bán 4 chậu mà 10 đồng. Mình mua 4 chậu như vậy, về cái mình vô cái chậu hơi lớn một chút. Đẹp. Để mình chơi Tết. Đó. Đỏ rực rỡ luôn nè. Ôi ôi, đây có mấy cái bông đẹp quá nè. Cái hoa màu tím như thế này. Bông giấy mà đủ màu hết trơn nè. Chị, cái trong giấy này nhiêu chậu vậy? À, còn cái cắm tú cầu 22 luôn hả? À. Ở cái khu chợ trời này là cái anh bạn bán bông hoa này, các bạn có nhớ không? Hiển thì lại đây để mua, tại vì anh bạn này bán tương đối cái giá cả nó cũng rẻ, cũng mềm. Đẹp quá, cái bông gì không biết, 17 đồng một chậu. Đây, cái cây này là cái cây cherry nè. À. Có mấy trái mà họ thường là bọc lại luôn á. Đây, chắc họ sợ bị rụng hay là bị sâu gì đó mình không biết, họ bọc kỹ quá. Hello, xin chào ngày mới tại gia đình Vĩnh Yêu của Hiển Chờ Trời Vlog nha. Kính thưa quý bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì sáng ngày hôm nay Hiển với Phó Bếp trở lại cái khu chợ trời ở Fairfield Surround. Trước đây Hiển cũng có review tại cái chợ này rồi, nhưng mà điều ngày hôm nay là ngày thứ tư giữa tuần. Hiển trở lại đây để giới thiệu với đại gia đình là cái khu chợ này nó cũng có mở cửa vào ngày thứ tư nữa nha các bạn. Đặc biệt là chỉ bán đồ cũ thôi. Nếu mà quý vị nào mà ở tại cái miền Tây Sydney này mà có rảnh rỗi đó, vào ngày thứ tư thì đến đây chơi, mở cửa từ 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Mà Hiển thấy cũng có rất nhiều người bà con đồng hương Việt Nam mình đi chợ trời đó, nó mới có cái chú đây đứng đây nhưng mà quên, Hiển quên bấm. Chợ này ngày thứ tư mà các bạn biết mới có 8 giờ rưỡi thôi mà không có chỗ đậu xe rồi đó. Đây, còn chỗ trống, chờ cho Hiển. Hay quá. Này thì sự kiện đồ này kia của người Việt mình hỗ trợ Tết đồ với những hỗ trợ của những sắc dân khác nữa. Đó, bây giờ mời các bạn cùng vào để xem đồ cũ họ bán cái gì ngày thứ tư nha. Các bạn biết trước đây cái khu chợ này cũng vắng vẻ lắm, mà trong vòng khoảng một năm, chưa tới một năm trở lại đây, có nghĩa là sau cái mùa dịch đó, thì hầu như bà con cũng thích đi chợ trời nhiều. Hơn nữa là về vấn đề vật chất, giá cả nó nhiều quá, nó cao quá, bởi vì ai cũng muốn đi chợ trời lụm mấy cái đồ cũ gì xài. Cái chợ này bây giờ là mình đi trễ là không có chỗ đậu xe đó. Ngày thứ tư đó mà các bạn biết người ta đi vô đường lượt luôn á, đi còn hơn là cuối tuần nữa. Thì thường là đa số là những người lớn tuổi họ muốn vô đây, thứ nhất là trải nghiệm, là thứ hai giống như tản bộ đi cho nó tiêu khiển. Nhưng mà đây các bạn thấy không, thì những anh bạn này cũng đã từng bán những khu chợ trước đây, hiện nó quay, nhưng mà điều mỗi một nơi thì họ bày biện kiểu khác nhau. Ai bữa nay mua được cái này rồi đây nè. Đó. Những cái món đồ cũ mà nếu mà chúng ta thích thì chúng ta mua thì chúng ta xài thì nó vẫn tốt như thường thôi. Đây, đục bào đẻo ô thô các thứ. Có những cái dầm rồi đây, những cái dầm 30 đồng thôi. Hầu như là ai đi vô đây cũng muốn tìm những cái món đồ mà mình ưa thích để mình mua về xài chơi. Ai có những cái cọng dây mình thấy đơn giản vậy đó mà người ta vẫn bán được như thường, thấy không? Đồ cũ thì cũng có san kẻ vô cây cảnh đồ. Đó. À, đỡ cái mặt trời được, mặt trời chiếu đẹp quá trời. Sao đó năm chậu mà 10 đồng mà cũng được chứ. Ồ, mấy cái bông đẹp quá trời luôn. Chạy. Đi ra. Đi ra vậy? Đi vào chứ. Giờ chị đi ra giờ. Ờ hả? Coi vừa đẹp. Ôi ôi, đây có mấy cái bông đẹp quá nè. Cái hoa màu tím như này. Bông giấy đủ màu hết trơn nè. Chị, cái trong giấy này nhiêu chậu vậy? À, còn cái cắm tú cầu 22 luôn hả? À. Cái nào?
Ủa cái cây này đẹp lắm, cái bông tím này nè. Cái gì vậy không biết? Đẹp quá hả? Cái này chắc dây leo quá. Nè. Chậu đây nhiêu vậy chị? Cái này đẹp nè. Đây cái chậu á bà. À dạ. Có đặc biệt không lấy cái chậu này? Dạ đặc biệt lắm không, em đâu có lấy đặc biệt. Một tách chua Việt Nam 30 đồng ạ. Đặc biệt là không ăn mà ta thích lấy. Đây bây giờ mình mua cái chậu này 25 đồng. Dạ. Yeah. Chị giữ lại giùm nha. Dạ được, chị đang ghi cái tên chị vô hết. Rồi lát chị ghé tới đây. Dạ. Ghi Hiển chờ chờ là được rồi. Rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. À, rồi rồi chị gửi. Ủa? Trời ơi, đứng đây mà bậy giận thế. Tội. Không có làm hả? Nghĩ làm hả? Nghe người Việt Nam nói chuyện không? Bây giờ người Việt mình mua bán cũng nhiều lắm. Các bạn thấy mà người ta để ít chậu, chậu vậy là ở nhà người ta đem ra người ta bán thì cái giá tương đối nó cũng rẻ hơn, nhưng mà được cái cây cảnh thì nó không đẹp bằng những cái người mà chuyên nghiệp. Đây bên đây là bên đây là họ bán là chuyên nghiệp, bởi vì họ bài biện họ trang trí cái cây nó khác hơn là cái người mà ở nhà mà có gì bán cái đấy. Thường là thì họ không để giá, mình hỏi thì họ nói chứ họ không có để giá. Để giá đó cherry thầy có mấy bán 5 kg 50 đồng ở Tasmania. Tasmania 10 đồng một ký đó. Tháng này là mùa cherry đây. Bây giờ là rẻ rồi đó nghe các bạn, chứ lúc trước là 20-30 đồng á. Qua táo 20 đồng một ký. Oh, 50 đồng thùng các bạn, chút xíu mình quay lại mình mua. Ngon ạ. Dạ không đấy. Ở cái khu chợ trời này là cái anh bạn bán bông hoa này, các bạn có nhớ ông Hiển thì lại đây để mua. Tại vì anh bạn này bán tương đối cái giá cả nó cũng rẻ, cũng mềm. Đẹp quá, cái bông chưa bằng bông gì không biết, 17 đồng một chậu. Yellow Manivilla. This one 17, this one 12. Can I change, please? Yeah. 12 đồng chậu. Hello. Cẩm tú cầu 22 đồng một chậu. Đẹp. Hiển mua 4-5 chậu rồi về trồng mà không hiểu sao mà nó không có phát triển được. Mình không biết có cần cái thuốc gì hay không, mà của người ta làm có cái lá nó xanh mướt luôn. Bởi vì cái gì cũng vậy, phải chuyên nghiệp mới được. Cũ người nhưng mà mới ta. Excuse me. Hello. How much this one? 25. Ồ, thích cái chậu này quá mà mắc quá. It's got a little crack, not a crack, a little chip in the top. Otherwise it had 50 on it. But you really don't. It's very heavy. Just got one. Yeah. So 25, otherwise very heavy. Ừ, bà nói nặng, cái đồ nó nặng, nó thiên tinh mà. Đi hồ thế nào cũng gặp ông anh tôi là ổng ghiền cái chợ trời dữ lắm, từng nào cũng đi hết. Gặp rồi, hồi nãy em gặp chị rồi. Gặp rồi ha. Gặp rồi. Những cái khoan này là đút cái cây vô đây là mình cứ sấy nó hoài tới vậy đó, chứ nó không có máy móc gì hết. Nó như vậy nè, nó cứ sấy hoài vậy đó. Không hiểu sao mỗi lần thấy mấy cái đèn măng sông vậy đó là mình lại rất là thích. Ký ức ùa về. Đó. Cái ông bạn này ông bán đồ rất là đắt tiền nha. Đồ thấy vậy chứ tiền không á. Cổ à? Đồ cổ á.
như leo 2 đồng 1 ký. Chà, khổ qua này ngon nè. Đèo đèo ngon. Dạ, có cái thùng ở trong đó đó. Dạ, đúng rồi. Ớt chôm chôm 23 đồng 1 ký nè. Yeah, đu đủ 6 đồng 1 ký, đu đủ ngọt. Ngon nha. À, bí đao hả? 6 đồng chậu. Bí đao. Cái chị này chỉ bán cây giống trồng rất là nhiều nè. Hi guys. Với cà tím đó nè chị. Đây, 5 đồng một chậu. Ở Úc mình tới mùa hè rồi, cho nên mình mới đi mua mấy cái cây giống này mình về mình trồng nè các bạn. Ồ, cái cây này cái bông đẹp quá nè. Đẹp quá ha. Giống như cái lá giả vậy ha. À, lá giả mà cái bông nó đẹp nè. Cái cây này cho Tiết Linh được á, nó bông hồng nó thích. Chết tí 20 đồng anh. Bông hồng không có chỗ trồng à. Không có chỗ trồng. Không, ở nhà Linh á, chứ không phải nhà mình. Trả 15 đi. 15. Quen mà, đồng hướng. This one the big one. The big one? How tall? No, this one is the big. Ah, this one is big. That should be bigger. Yeah, that's what you mean. À, cái này, cái chậu này lớn rồi, cho nên nó bán nhiều muốn mua. Ok, I think. I think. Oh, come on, lady. Yes or no? Yes, you show. No, I walk. Quá trời, ba cái đồ cô Tùng luôn. Thật sự mà nói nha, mình đã hiển đi mỗi tuần luôn đó. Mà sao mỗi lần gặp cũng vẫn mê như thường. Một tuần rồi mình mua mấy anh bạn này, anh bán đậu bắp 5 đồng thùng, dưa leo 5 đồng thùng. Trời ơi, gì à, ăn quá trời luôn. Có đôi khi chúng ta đi chúng ta gặp cái lúc mà họ dọn về hay là họ bán sale rất là rẻ nha. Này 5 đồng một thao như vậy đó. Ở đây của người Việt thì bán là có những cái cây giống như ở quê mình, cây cái gì? À cái me à. Đây giờ đồng hương Việt Nam nè, cái tầm vuốt. Quá vậy hả? Phải trồng vuốt ha. À, có người cứ tầm vuốt, có người chùm vuốt. Nhưng mà Úc mình trồng có trái không ta? Ngay, có thấy luôn. À. Rau thơm. Trời đất ơi, đã quá ha. Đũa, xô đũa. Đây, rau đắng, thấy thương chưa? Cái này bao nhiêu á? 5 đồng hết hả? Cái này mình dèm để xuống lỏ lên luôn á. Thì cái tô đủ thứ loại. Ảnh gì giống hay quá trời. Ô bà con lại mua đi, quá rẻ rồi, ngon gái, ngon. Đây, Việt Nam không, thấy chưa? Trời ơi. Dạ đây. Dạ đây. Trên nào? Đây. Nè, coi đây. Đi chỗ coi ủng hộ chú đi. Đây nè. Đây. Hiển chợ trời. Hiển chợ trời, đó. Hiển thích chợ trời, chứ không phải là Hiển bán chợ trời. À, Hiển thích chợ trời. Chợ trời nè, tôi cũng có đi hết trơn á. Dạ. Yeah. À, sao quế người ta trồng hay quá vậy nè, mình chưa được. Đây con chanh có bưởi luôn nè. Bí bầu đồ. Wow. Trời nãy ui giờ nắng lên đẹp quá, nóng luôn. Có những thứ mà ở chợ thường không có bán. Chỉ đi chợ trời mới kiếm mới có thôi. Đó. Giống như cái cặp chậu này đây thì đã qua xài rồi mà không biết họ bán nhiều đây không biết 3 for 20. À,
ba cá 20. Đây, thế này các bạn biết là những cái hàng rào hoặc là những cái sàn gỗ của người ta cũ, người ta kêu là đi dỡ bỏ, cái họ mấy người mà thấy họ cắt miếng giờ họ cắt họ bán. Cái này có nhiều chỗ mình cần lót cũng hay lắm mà. Đây, mấy cái ghế mà của mấy người già này các bạn, qua thời kỳ mà sử dụng là họ bán lại. Nếu mà mình chưa tới tuổi pension đó thì mình phải mua, nhưng mà tới tuổi pension rồi nhà nước sẽ hỗ trợ hết mấy cái phần này. Rồi qua cái tuổi pension là lúc đó khỏe là chạy được hay sao, đó là cái ghế ta không xài nữa ta bán. Chạy được. Ôi ôi mấy cái đèn này nè. Mình mua cái đèn đốt thì được rồi, nhưng mà nó bể ống khói, không mua cái ống khói đâu. Dạ bể chứ không biết làm sao. Không còn nữa ta mua. Cũng kính luôn á. Dạ. Mà chị giúp sao? Nó mấy cái đèn mà nó bóng đèn luôn, nó bể. Nó bể cái ống khói á, là mình không biết làm sao để mình mua cái ống khói. Thì lại cái ông bán này hỏi mua cái ống khói. Ống khói xịt mua. Mua ổng thì con. Anh có thích thì chạy chạy lắm hả? Từng nào cũng đi hay sao? À tôi nào cũng đi. Tôi thì quay clip đưa lên chiếu chơi cho bà con. Dạ, đây. Người ở đâu? Ở đây anh, ở tôi sát bên nhà. Bây giờ hiện là ở Việt Nam hả? À tôi ở Tiền Giang. À Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang hồi trước là gọi ta định tường là kiến tường này. À dường như là kiến tường á. Kiến tường. Chứ không phải định tường, định tường phải không ta? Quay bắt ở cái chỗ quay. Ông con hội với Việt Nam Cộng Hòa. Định tường hay kiến tường không? Cái đó hai cái từ nó cũng quên 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 quên. Định tường là Mỹ Tho, kiến tường là dùng Việt Cộng là. Kiến tường là. Kiến tường là Bến Tre, Kiến Hòa. Kiến Hòa ở đâu nữa mà tao không nói nó ra tùm lum rồi. Kiến Hòa. Bến Tre là Kiến Hòa. À. Kiến Hòa. Còn Kiến Tường. Kiến Phâm, Kiến Tường, Kiến Hòa, tức là Ban Kiến Đông Thiệu Đạt đó. À. Nó tức Vĩnh Bình bây giờ là Sóc Trăng phải không? Vĩnh Bình là Trà Vinh anh. Không, Vĩnh Bình là Trà Vinh. Dạ, à, Sóc Trăng hồi xưa là giờ là Mỹ Xuyên. Vĩnh Xuyên hay Mỹ Xuyên ta? Mỹ Xuyên chứ. Đó ông Thiệu đặt ba con kiến đó. Quá quá. Tôi liền chậm ba kiến. Thì không có. Dạ. Bến Tre nó treo tỉnh á. Treo tỉnh. Đây ai rồi không có nó đẩy chiếc tay. Dạ em thả cả. Em thả em quay máy lại cho ảnh có chút hình giờ đó. Dạ vô gặp đồng hương thì mới. Đúng rồi. Không mà tôi ở Sài Gòn. À chắc là Sài Gòn. Dạ. Dạ gì? Dạ. Các bạn thân mến, ở đây họ bán 4 chậu mà 10 đồng. Giống như vậy mà nếu mà ai mà hiểu biết một chút xíu về trồng trọt á, thì mình mua 4 chậu như vậy, về cái mình vô cái chậu hơi lớn một chút. Đẹp. Để mình chơi Tết. Đó. Đỏ rực rỡ luôn nè. Dạ. Cái này cũng 4 chậu 10 đồng. Đây bên thầy cây cây giống. Ngọt gai, ngọt ôm. Mình nhìn thấy những người mua bán đó, các bạn nhìn thấy họ không, nó khác với cái người mà mua bán ở quê mình. Họ ung dung lắm, ung dung tự tại lắm, họ ngồi họ đọc kiểm đồ chơi, ai mua mua không mua thôi, họ cũng không cần, không màng. Nói không cần thì hơi quá chứ không màng nữa. Ở trong này chắc hơi tối quá, tại trời nay chuyển mưa. Ớt 3 đồng cây, 2 cây 5 đồng. Cái này có nhiều bạn không hiểu cây này là cái cây gì. Thì mình đại khái mình nói cũng giống như mình là có cây ngộ ôm rồi. Chứ cái này họ cũng làm đồ ăn, làm bò. Đây, ở trong này cũng có cây kiển luôn đó nè. Đó, cái lụ nè. Đây cái cây này là cái cây cherry nè. Nào. Trái nè. Có mấy trái mà họ thường là bọc lại luôn á. Đây. Chắc họ sợ bị rụng hay là bị sâu gì đó mình không biết. Họ bọc kỹ quá. Qua Quỳnh.
À, có mấy cây kiển dễ thương quá. Cái bông này đẹp quá. $15 một chậu này. Chậu này 10 đồng. Nó có cái màu này dễ thương. Đây tới cái anh bạn mà bán bàn inox mà mấy tuần trước mình cũng có review rồi. Thì vậy đó mấy ảnh chạy vòng đó, chỗ này ít bữa, chỗ kia ít bữa. Hột gà, đại lý hột gà. Nó ra bông hết rồi nè. Đẹp quá. $9 À. Beautiful. Wow, mấy cây này 2 đồng cây, mua vô trồng cũng đẹp. Bỏ bếp rất là khoái, khoái mấy cái như thế này. How much? 15, 15 đồng. Cái này để trái cây là thôi hết ý ạ. Ừ, cô này cô khoái đồ chơi nít quá nè. Đó có một cái nữa kìa. Ồ, có lá dứa nữa nè. Ở đây người ta có lá dứa nữa ha, hay quá. Ừ, thấy bánh tét không về hồ trả lời muôn đòn mới được. Mua đi lát hết. Bây giờ đi sách nó nặng. Để đây. Mua mà đừng có lo, hồ đi trả lời. À, có bánh uống đồ nữa nè, trời ơi, quê hương. Đây, có củ sắn, 10 đồng. $10 ký luôn. Mình mua, chắc lát mình mua gì mình làm đồ ăn. Gần 5 đồng một ký. Dưa leo đây, mùa dưa leo các bạn. Bởi vì dưa leo tháng này là đổ đống luôn à. Để cho mày ăn tí à. Con sắn to quá, càng mua con sắn hả? Là bánh ăn. Ớt, thẹ, cải rổ, cũng thứ hết. Quá trời. Ôi, đồ cũ rồi. Chị em phụ nữ thấy đồ là khoái rồi. Quần áo. À, bên này họ bán quần áo nè. Mình thích cái nào thì mình vô mình lựa. Cái này là mình mua mình gắn vô phía sau xe để mình kéo rồi một á, kéo mấy cái trailer. Bà con họ mua họ nhào cái đó họ lựa luôn. Mình lên đây á mình rất là thích mua của mấy anh bạn này nè, anh dục đồ tùm lum vậy mà rẻ lắm, đồ thường thường là có cái giá nó rẻ hơn những cái chỗ khác. Mấy cái lưỡi khoan, mà lưỡi khoan này là khoan tường nè, cái khoan này khoan gạch á, mắc dữ lắm luôn, cái gì nhiều. Họ có để giá không? 22 đồng hả? Ủa, cái số 22. Họ chỉ hỏi thôi, họ chỉ để thôi, mình hỏi giá không đó. Thì có cái họ bán cũng tốt, có cái họ bán đồ Trung Quốc thì nó ngay nó cũng không có mấy gì được good quality lắm. Bởi vậy mình mua đồ cho trời mình phải thận trọng. Đây nữa nè, hồi nãy mình thấy thằng kia có, ở đây có nữa nè. Cái này mình lót ngoài sân nè. À, bên có cỏ nó mới kẻ đó.
Rồi chúng ta vừa đi hết một hàng, bây giờ tới hàng tiếp theo. Đây là những món đồ cổ nha, cái này là đồ cũ mà đồ cổ đó. Muốn đựng cái gì cho người ta nhìn thấy thì đựng. Kiến mà. Đặc biệt cái chợ này vào thứ tư nha các bạn, thì có những người chuyên bán những cái máy cắt cỏ mà có người sửa luôn. Chút xíu nữa tới cái chỗ người sửa máy cắt cỏ. Wow. Cái dây này là mấy dây người ta căng mấy cái lan can đồ này kia đó. Căng cái lan can đó cho nó chắc đó. Đó là những món đồ có 5 đồng thôi. Ai thích cái gì thì mua cái đó. Kiếm được vàng không vậy? Gặp anh Ba Kiến nè. Kiến Phong, Kiến Tường gì đó. Kiến Phong, Kiến Tường, Kiến Hòa. Kiến Hòa. Đây, có mấy đồ dài, dễ thương quá. Ai có đồ dài thấy lạ lạ nè. Có cái hình của con gái đồ dài của cái anh bạn mà chơi bóng rổ hay là đôi lẩu gì nè. Ừ. Thấy vui vui hả con nè. Đó, không biết ổng có mang không mà để ra đó. Wow. Súng này để làm gì bắn được không ta? Ồ. Oh. Quá dữ, cái này chắc bắn pháo. Đồ chơi mà. Bắn được đó. Bắn bằng pháo hay gì á, nặng lắm. Những cái đờn họ bán vậy, nhiều khi cái đờn họ mua về họ không có ưng ý, nó bị điếc, bị tiếng kêu không thanh, không được họ bán. Anh bạn này bán đồ tương đối cũng rẻ lắm. Tại vì Hiển đi Hiển chợ trời mà đi hoài, với mình biết người nào bán như thế nào. Cái thùng này mà rộng bia là thôi hết ý đó. Bên này có món tiền cổ quá trời. Ông này là ông chuyên môn gì, ông chơi mấy cái món đồ mà độc lạ không. Ngày bữa hổm nghe ai nói có miếng 2 sen đó được bao nhiêu tiền đó không muốn. Bữa không nay. Phải không phải tiền của Út không mà tiền của đâu luôn á. Cái này là 1 sen 2 sen gì thời xưa nè. À. Trong này. Có tiền của nhiều nước chứ không phải là của Út. Đây những cái nút này là cho mấy ai mà thích sưu tầm, cái này là mình gắn vô áo vest rồi chơi các bạn. À. Đẹp lắm. À cái tờ như của Út là 2 đồng hay gì vậy? Đâu. Nè. 2 đồng. Yeah, nhiều. Ồ, nhiều tiền rồi. Nhiều nhiều 2 đồng. Nhưng mà bán mắc lắm rồi. Yeah. Wow, cái dao này đi rừng là đẹp lắm luôn á. Excuse me sir, how much is one? 85. Quá đã cái dao luôn, 85 đồng các bạn. Cái đồ chân trong tủ quá chị. Mình mua để mình giải trong tủ hả? À, cho nó chiếu chiếu cho ha. À, những món đồ này cũng là đồ cổ mà, nhưng mà họ để ngoài chợ trời thì nó rẻ hơn là để trong tiệm đó. Đây thêm một chỗ bán quần áo nữa, ai thích thì quẹo lựa. Bên đó thì họ bán đồ 5 đồng một cái đó, ai muốn thích cái nào thì lựa. 5 đồng, 5 đồng. Cái anh bạn này hồi từng rồi mình có hỏi ảnh về vấn đề đồng hồ mà lên gắn dây thêm rồi này kia thay pin, các bạn ảnh ăn rất là rẻ nha. Nhưng mà tại vì từng này mình quên đem đồ ra để mình cho ảnh làm, ảnh ăn rẻ hơn mấy chỗ khác nhiều lắm. Ảnh thay cục pin đồng hồ có 10 đồng bạc ha. Đây anh bạn này anh bán, mà anh để cái bảng là đừng đụng vào, thì thà là để chữ đi, người ta không đụng. À, muốn cái gì mình để chữ.
hoặc là đừng quay phim thì người ta không quay. Ba đồng ký. Cái này tới đào ba đồng ký nè. Yeah. Tới mùa hè rồi. Đây, dưa leo đèo, 3 đồng rưỡi một ký. Ở đây có cái bạn Nhật Bổn, anh bán chậu chơi chơi bonsai, rồi cá kiển, rồi cá koi. Đó. Cá vàng nữa. Goldfish, 15 đồng con. Cá này cái bụng nó bự hết. Ừ. Cá bây giờ mắc quá, mấy cá này lúc trước tôi... Cá này 20. Những mùa có 3-4 đồng, giờ nó có 15 đồng. Cá coi 20 đồng. Đây, thực phẩm của cá luôn. À, mấy ông mà đàn ông mà vô mà thấy mấy cái này là phái lắm. Kiếm lựa, có nhiều khi mua về cũng không có xài, rồi bỏ nó cái thời gian, cái chán, cái con nó đem dục. Ai cần cái gì thì lại đi lựa. Đây, có nguyên một cái hộp đồ nghề đi câu, lưới câu rồi kia kìa, nó không có đi câu mà đi coi cần câu với lưỡi câu. Một cái thùng khuyên như vậy họ cắt họ bán được 30 đồng. Đó, nếu mà để nguyên cái thì bán 15 đồng. Không, ta cắt khác. Mà cái loại cỏ này thì nhìn nó đẹp nhưng nó không bằng cái thùng xanh. Cái thùng xanh nó dày chặt hơn. Ủa, cái này phải xe Việt cắt hơn vậy? Đúng rồi. Rồi. Cái xe Street Food này Hiển có review rồi. Ở tại cái vùng Family 2 của mình đó các bạn. Thì các bạn vào cái kênh Hiển Trời Trời mà các bạn xem về cái phần ẩm thực review những cái xe như thế này có cái thương hiệu này. Gia đình có hai chiếc, chiếc bán ở chợ, chiếc bán ở nhà. À. Rồi, đây mấy chị bán đồ ăn vặt nè. Cái này bao nhiêu cái vậy? 2 đồng. 2 đồng con bánh ít. À 2 đồng giống nhau. À 2 đồng à. À 2 đồng cái bánh. Dưa mắm, dưa cải, đồ đủ à, thứ. À, có đủ thứ hết nè, dưa cải, dưa mắm, đồ xả mầm đồ. Giờ em thấy cũng ngon quá trời nè. Đó. Đó. Xe, 30, có viên bà rô. Cái ông đó ông la cái hề, cái ông ở ngoài ông nói very good mà không biết good cái vụ gì. La good hay là cái gì good không biết. Ô cái này dễ thương quá vậy. 10 đồng một chậu này nè. Quá xá là đẹp luôn. Đồ. Đó, quá xá là đẹp luôn. Khen, khen cho người ta vui. Đây, phần ở dưới này thì 3 đồng. Bông cải nè, 3 đồng một bông nè. Tươi quá trời luôn á. Còn cái này, cái bắp cải này thì 3 đồng, cũng 3 đồng luôn. Khoai lang 4 đồng ký. Đây, hồi nãy Hiển nói là có cái người là sửa máy cắt cỏ đó nghe các bạn. Là tại cái chợ này, chợ phê phim sửa bữa thứ tư. Sửa luôn hả? Cái ông làm sửa luôn hả? Sửa các thứ máy luôn. Được á. Mua bán luôn. Nhưng mà nói chung á thì mình làm mấy cái nơi chốn như thế này là mình cũng phải trả giá sửa. Nha. Phải trả giá nha. Chứ người ta nói nhiều mình trả tiền như là khi cũng bị hố á. Thấm sát quay phim hết sâu rau đặng bỏ lên mạng nữa. Đi ra dạ. Em đi có mình thường em hay đi tới đây một mình à. À vậy hả? Lâu lâu mới đi lần hả, mỗi tuần mới đi vậy anh. Đi hoài chứ gì. Vậy hả? Đi hoài. Bỏ từng hay từng. Bỏ từng đi. Vậy đi đi ha. Rồi rồi rồi. Đi ra quanh. Dạ. Hello người đẹp, lấy cái chậu bông. Cái cây này nữa nó kêu là cũng giống vậy hả? Dạ. Chậu bông tím á, bông leo tím hồi nãy mua á. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Quả tím người xưa nữa hả? Dây leo nè, cái bông màu tím này nè.
Đây, bông tím đồng đồng này nè. Mình cũng đi kiếm quá trời, mới hôm nay mới gặp á. À, quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi Hiển cho Phó Bếp mời đại gia đình mình đi một vòng tại cái chợ Fairfield Surround ngày thứ tư. Đó, rất là đông vui nha. Nếu mà các bạn rảnh rỗi ngày thứ tư thì cũng nên đi trải nghiệm một lần trong cái chợ Fairfield Surround này cho biết. Giờ thì Hiển Phó Bếp xin phép kết thúc cái clip tại đây các bạn nha. Mến chúc đại gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.